Chào chị Trâm, bây giờ em thả số cua biển này cho chị nha. Trong này có cả con cúm rồi cái con còng xì ke nữa. Dạ. Cái này là mua mình được cho thêm á. Trong một cái thời gian ngắn mà hết Covid thôi là người ta xả rác đầy cái con đường này luôn à. Đó quý vị thấy không? Tại sao mà dịch bệnh không thể hết được? Bởi vì người ta không ý thức. Người ta tàn phá thiên nhiên ghê gớm lắm. Rác thì người ta cứ xả đầy ra. Cây cối người ta không trồng, người ta chỉ có chặt thôi. Đó. Trong vòng cái 2-3 bữa nay thì cây cối ngay xung quanh đường này là chặt sạch hết luôn à. Đó. Chặt và xả rác. Thì đó. Nè. Cây thì mình bắt đầu đang chặt sạch, không chừa để cây nào hết á. Dạ. Đây là nhà và cô hàng xóm thì không ở nữa. Đi, cây cối trong nhà bây giờ bị người ta vô những người nơi khác tới, người ta chặt sạch hết, nóc nhà người ta dở, tường người ta đập lũng bể hết luôn. Dạ, đỉnh đúng không ạ? Thì con người mà. Dạ. Anh chị thấy con người hay không? Em thấy con người hay lắm. Nên em từ bỏ cái con người của em. Dạ, em từ bỏ cái con đi. Em chỉ còn cái người thôi. Nên em không bị chi phối vô con. Nên em thoát khỏi dục. Dạ, em không muốn tạo nghiệp với chúng sanh. Dạ. Bây giờ em xin phóng sanh số cua này cho chị Trâm. Thì bây giờ mình sẽ làm cái lễ quy y nhanh nha. Chúng sanh quy y Phật, không đọa địa ngục. Chúng sanh quy y Pháp, không đọa ngạ quỷ. Chúng sanh quy y Tăng, không đọa súc sanh. Chúng sanh quy y Phật rồi, chúng sanh quy y Pháp rồi, chúng sanh quy y Tăng rồi. Gieo duyên với Đức Phật đời này, để đời sau đến được thế giới tốt đẹp hơn. Và gặp được Phật để nghe được những giáo lý của Ngài mà thoát khỏi biển khổ thế gian. Dạ. Sống trong cái cõi dục này khổ. Khổ. Nếu mà như chị Trâm là Bồ Tát, chị đến thế giới này, chị thức tỉnh rồi thì chị giải cứu động vật thiên nhiên, phụ thi ôn. Còn những người không phải như chị thì họ sẽ tàn phá thiên nhiên động vật. Và họ cũng có lòng từ bi á, có tâm từ bi á. Nhưng mà cái sự từ bi của họ nó chưa thoát khỏi cái sự mê muội. Nên thay vì họ cúng Phật bằng việc giải cứu thiên nhiên động vật phóng sanh đúng cách, thì họ không đốt giấy tiền vàng bạc. Dạ, đốt nhang. Dạ. Xây dựng nhà cửa ồ ạt. Dạ. Xây dựng chùa chiền đó. Rồi cây cối đây là bị tàn phá nghiêm trọng. Dạ, xin chào quý vị Bồ Tát. Dạ. Rồi, bây giờ nước cạn mình phóng sanh thì nó hơi bị không có được tốt. Bởi vì người ta dễ đánh bắt. Nhưng mà em phóng sanh mấy con cua, còng, bạc khía. Dạ. Trong này người ta chỉ tính tiền cua thôi. Rồi, là 80.000 tiền cua đó chị. 20 con, mỗi con 4.000. Nhưng mà mình sẽ phóng sanh được bao nhiêu đây? Thì em gửi cho cô ấy là 500.000 rồi. Thì để phóng sanh lai rai. Mỗi ngày người ta bắt được chút, người ta đưa cho mình. Bây giờ đường rất là xình lầy nha. Giờ em đi qua cái chỗ nào có nước nhiều xíu. Hiện tại mấy người dân người ta than luôn. Bắt dữ quá. Bây giờ những người ra bắt quá nhiều luôn. Trời ơi. Cứ xả rác, cứ tàn phá thiên nhiên mà bắt lại càng nhiều. Rồi lỡ ăn cái con gì nó là con cháu của chư thiên thì sao? Hay là tiên người ta đang mới hưởng hết phước, người ta đã địa ngục. Rồi người ta không, tiên mà hưởng hết phước là đi làm súc sanh liền.
đi làm lại cái vai trò gì đó. Dạ. À, dưới kia có con còng gió. Nước này cạn quá vậy ta. Quý vị cứ nghĩ là mình làm thần tiên, mình ở thế giới của Chúa Giêsu rồi của mấy cõi trời rồi sướng. Không, hưởng hết phước là đi địa ngục luôn. Là đi làm súc sanh liền luôn. Coi trong phim Tôn Ngộ Không nữa quý vị. Thấy chưa, bắt giới mới vừa yêu thầm hằng Nga cái thôi. Dê dê cái thôi cho đi vô lò heo liền luôn. Dạ, nhanh lắm. Đấy. Rồi, xong. Em không muốn thay đồ thiệt. Nhưng mà đi phóng sanh lúc nào cũng ăn hành hết. Thiệt luôn á. Đó. Bây giờ phóng sanh giùm quý anh chị cô bác, em sẽ quay như kiểu vậy rồi em up lên luôn. Em chờ lại mấy đoạn hay hay để em làm video short chia sẻ quốc tế thôi. Dạ. Chứ em không có dựng phim cầu kỳ nữa đâu ạ. Bởi vì sao? Người ta cứ tưởng em làm như vậy là được tiền từ YouTube. Em kiếm tiền được là nhờ em là chuyên gia thiết kế website phần mềm từ năm 2012. Giờ em có làm ít lại, tiền em kiếm ít lại thôi. Tiền YouTube em kiếm chưa được. Bởi vì hồi em giúp cho mấy em nhỏ làm tiên cá nổi tiếng á, thì mấy em cũng có đi học. Vô trong đó bạn bè nói là đi làm tiên cá rồi quay clip lên vậy là bị tui un dụ dỗ. Tui un quay clip mấy em, mấy bạn lên vậy để tui un kiếm tiền YouTube. Dạ không. Quay mấy em mà lên YouTube của tui un á thì tui un lại càng thiệt thòi. Bởi vì tụi em thấy các YouTuber nổi tiếng, người ta quay mình tự nhiên đi quay mấy người khác, làm loãng đi sự nổi tiếng của người ta. Rồi mấy người khác nói xấu gì người ta làm sao? Cho người ta nổi tiếng cũng là tạo ra sự tai tiếng cho mình, giảm đi sự nổi tiếng của mình. Nên á, những cái idol thần tượng mà càng nổi tiếng á, thông tin của họ càng bảo mật. Còn em thì biết, em cứ công khai quỵt tẹt. Bởi vì ai mà nói xấu hủy bán gì em á, thì tới lúc họ sẽ thức tỉnh. Mà em không làm được việc thì em sẽ đổi công việc khác. Dạ. Chứ đâu phải em bị chấp vô cái nghề đó mà bắt buộc sống còn với cái nghề đó mà phải cố gắng để níu giữ. Không, em là buông xả hết. Nên em cho mọi người sự nổi tiếng, cho mấy em nhỏ, nhưng mà mấy em không có hiểu. Rồi, bây giờ là em đổi rất là nhiều nghề nha. Từ nghề làm website phần mềm nổi tiếng nước ngoài nha. Từ bỏ giải cứu thiên nhiên động vật nha. Dạy cho em làm tiên cá nha. Bây giờ em làm nghề mới, phóng sanh mướn nè. Đó, ai nhờ phóng sanh đúng pháp, giúp thẳng thắn luôn. Bởi vì sao? Có được cái phước đức này. Đó, té 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 luôn ha. Nó trơn, cái đường nó trơn gì đâu luôn á. Đi luôn hả con? Rồi đi luôn đi. Không níu kéo đâu, đi được đi đi. Dạ, chị Trâm. Nó đi rồi đó. Sở dĩ em phải đem ra tới bờ sông, bởi vì mấy cái con cúm này nè, không có nước nó không có chịu đi. Nó cúm lại người ta bắt. Đi thì trượt chân té 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 vậy hoài. Nó té lật lọng nằm lên hết mấy con cúm. Rồi chị coi đã không?
Chị thấy đã đời không? Giờ nước tuốt ở dưới đó thì sao đây? Có bộ đồ em mang mặc nè. Bởi vậy em đi như vậy một lần cho chị coi. Lần sau em đợi nước lên em mới đi chứ em không đi vậy. Em đi vậy là đi ngu quá. Đôi khi em biết nhưng mà em vẫn phải làm. Thì đó là để làm bài học nên em làm chứ không phải em ngu. Em không biết mà em cố chấp. Em dễ buông bỏ lắm chị ơi. Thôi rồi. Bây giờ nước đâu mà đi? Rồi xong. Có Dũng đây nè. Rồi nha. Rồi nha. Mấy con cúm này em quăng xuống trước vậy nha. Quả nằm lật ngửa lên luôn nè. Cái gì vậy? Nó yếu luôn. À con này nó chết luôn rồi. Muốn chết này tại cho. Kìa kìa nó bò rồi chị. Nó xuống nước nó bò rồi đó. Đi đi con. Dạ. Chị chăm kiểu này ok nha. Mỗi ngày đều có. Mồi cho cũng nhiều quá ha. Rồi chị ơi. Rồi xong. Có cả ốc đá nữa. Gọi là mangrove snail. Là ốc ở trong rừng ngập mặn. Rồi em xin phóng xanh nha chị Trâm. Rồi cho em cảnh này để em quay cái clip cho đẹp đẹp upshot. Dạ rồi.